mình lại tiếp tục nhiệm vụ nào. Rồi mình chọn một cái đi. Rồi ok. Rồi mình thế rồi. Quay lên nào, quay tờ giấy đó và máy quay nào. Rồi ok. Rồi sao ra có chấp nhận nhiệm vụ này không? Có. Thấy nó dễ không? Quá dễ. Ok. Đơn giản. Đây là một cái gọi là thói quen hàng ngày của em. Rồi thôi mình bốc nhanh nha. Giật. Lúc đó em tự bốc chúng em sao? Đổi. Nhanh ha, tại vì sao đó sắp xong. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Thả thính với nhau là sao? Mắc cỡ đúng không? Tại vì tụi em phải giữ liêm sĩ chị. Không. Chứ hả, trong lòng thì một đống câu chọi. Bây giờ nói câu gì ta quá trời câu luôn. Nhưng mà mình phải giữ liêm sĩ. Với cả kiểu nhiều lúc sợ lắm, sợ kiểu ơ chết rồi, sợ là trong lòng mấy chị có ai ấy, lỡ đâu mà mình thả thính một câu cái là mình chị em tan nát không còn. À, là do bữa giờ không ai chịu bấm ghế quay lại là bởi vì nhiều nhìn nhau á hả? Phải không? Thế coi giờ tụi mình thử đoán coi là em phiên không? Xin năm 80. Em nghĩ sẽ phiên không? Từ năm 80. Từ hồi từ quá khứ lên đây với bọn mình. Không, retro mình... là nó đã là kiểu hơi chắc là tầm chú của em lên tỏ tình không chị gu no nha, do gu chắc là no nha, hơ gu già hơ không à, dạ thôi ạ, sugar daddy. Chị nghĩ dạ là chị nghĩ là chắc là một chàng trai lịch lãm lên chàng... tỏ tình chị nhã không phải đâu. Chị cả của mình không dành cho các em mà anh cũng là DJ à? À, bé tại chị hỏi á cưng. Nên là anh trả lời. Đúng không? À, em làm việc chung với OC. Vậy chi? Vậy là hai người này có xin nhanh với nhau rồi, nói chia sẻ cái gì rồi. Bây giờ mình không cần khai thác người khác. Người này là mình lòi ra được là tới đây bị chị OC thì... có phải là anh ý làm công việc là hay đứng cạnh chị mà lúc chị thì anh sẽ kiểu 1, 2, 3. Everybody say yeah. Everybody put your hands up. Luôn là người ở bên anh tay. Là manager của chị OC à? Không, anh là assistant. À. OC thì chà đĩa, anh thì chà rửa chén rồi đó. Thì chị OC biết là thích ai ở đây luôn. Ngoài còn ai nữa không? Hồi nãy lỡ hố ra rồi, kỳ cục ghê vậy đâu á. Thì đó là có cái tính cách rất là sôi động. Sôi động. Sôi động. Sao anh thì nói mà anh cứ nhìn chằm chằm mà sao à? Em không thì đúng không? Em phải trốn tránh. Ở đây có nhiều người sôi động lắm, em nhiều đứa em có chị sôi động lắm. Ủa chị OC, chị OC sôi động quá trời. Chị OC là sôi động nhất luôn ý. Sôi động là vui vẻ. Ở đây đứa nào cũng em. Ở đây cũng có em vui vẻ hết luôn. Thêm đi anh, vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người. Ai cũng thế ở đây rồi, hết mọi người luôn rồi thôi. Bầu. Bầu. Wow, bầu. 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 Mẹ bị mụn mím à? À chị kiwi nhột mọi người ơi. Kiwi. Trời ơi, Hasada ốm, ốm lắm luôn. Đâu, xương quai xanh của em nó hạt đâu vậy trời. Không. Mà xương quai xanh anh cũng thích. Wow. Là sao chị thích con gái chồng chỉnh đúng không? Dạ. Có nét phúc hậu dễ thương đúng không? Dạ, giống như chị vậy. Ôi, tôi chết rồi. Không được đâu. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi nhá. Rồi, từ tiếp theo là gì nè? Ôm mê bê đê á. Mê à. Chữ B và chữ D. Ừ, đó là gì em? Mê Big Daddy. Big Daddy. Đây, tất cả các cô gái không ai biết đâu. Em là mê bóng đá, chứ không phải là mê bê. Trời ơi, thế tại sao lại ghi chữ giờ mà không phải là chữ đờ mới đúng chứ. Thì
anh ấy phải gây ấn tượng thì mọi người mới hỏi chứ, đúng không? Chứ đi mê bóng đá quá bình thường rồi. Đúng rồi, một like. Một like. Hiểu nhau quá hiểu nhau quá. Mà đối với một cô gái mà mê ăn khoai và rất nhộn nhạo như Han Sara thì Han Sara làm cái gì hả? Em là một người rất dễ vui và dễ buồn. Nên là lỡ mà em có một cái cuộc tranh cãi gì đó bắt đầu á, ý là không muốn nhưng mà lỡ như nó bắt đầu đi thì em sẽ khóc. Ý là em chỉ cần bắt đầu nghe được một cái gì đó bắt đầu dẫn đến một cái chuyện không vui á thì em rất là dễ bị xúc động và nước mắt em chảy ra trong vòng không phải không 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 một giây là nó sẽ và em sẽ không nói chuyện được, vì khi mà em đã khóc rồi là bắt đầu đầu em nó không suy nghĩ được theo đúng chiều hướng. Không, mà nhiều khi đây cũng là một chiêu hay á, khóc là con trai tự nhiên mềm lòng liền, thôi xin lỗi anh trai rồi. Nên là bình thường thì khi mà em bắt đầu khóc thì cái cuộc tranh cãi nó sẽ không có tiếp tục nữa, nhưng mà em dễ bị tổn thương lắm. Nên là một khi mà đã như thế rồi á, em sẽ để lại trong đầu rất là lâu. Và em sẽ khó có thể mà có một cái tình cảm tốt với cái người. Cái gì vậy? À, gãi ngứa mắt hả? Tưởng khóc chị tưởng em khóc. Chị tính đi qua lau giọt lệ cho em rồi đó. Không, em thấy cái câu mà có nhiều người sẽ nói là con gái hay khóc lắm. Em không thích câu đấy. Em không thích câu đấy. Không, nhưng mà cũng alo không phải, nhưng mà cũng do nhiều khi cũng có thể là do bạn nữ đấy khóc quá nhiều, ví dụ như là có những cái chuyện nó quá nhỏ đi, bạn nam đấy vừa muốn nói ra để cả hai người cùng chia sẻ và giải quyết với nhau đi, nhưng mà vừa nói ra phát bạn kia đã khóc luôn, thì đôi khi là mình khóc nhiều quá. Nếu mà nói chuyện một cách bình tĩnh thì không sao, nhưng mà nếu mà người ta mắng kiểu như là em này em thế này sao bây giờ cái câu mà chị nói nó hợp lý lắm, chỉ cần mình nói to lên mình hỏi là tại sao lại lớn tiếng với em mà tự nhiên lúc đó người ta biết là mình đang kiểu tôi không muốn tranh cãi. Cái việc này nó nên ở cái mức độ đó thôi, vừa là một cái câu hỏi, vừa là một câu răn đe, vừa là một câu kiểu em không muốn bắt đầu cái cuộc tranh cãi này. Em chắc chắn là cái 80 độ nó phải giảm xuống 2 độ đúng không anh? Đúng rồi em. Em sẽ cố gắng trưởng thành như chị Hà Anh ạ. Không, mình phải hỏi cái bạn nam nè, hỏi câu đó xong 80 độ có giảm xuống được thành 20 độ không anh? Giảm xuống âm độ luôn. Âm độ luôn, đóng băng luôn. Thường những câu đó là giống như là trai bị yếu lòng. Anh quát em à? Đức hình 5 giây. Kiểu như vậy. Kiểu anh quát em à. Còn chết luôn. À, tắc kè hoa. À, tắc kè hoa. Chị biết con tắc kè là màu chủ đạo nó màu gì không? Không. Màu xanh. Nâu. Màu xanh. Màu nâu. Màu nâu, ố. Sao em nói gì cũng trúng ý anh? Sao hai người ta nói gì cũng trúng ý em? Có dễ hiểu nhau quá ha. Oh, wow. Alo. Con tắc kè hoa là nó màu chủ đạo màu nâu, nhưng mà ở với tất cả môi trường nó sẽ biến đổi theo màu da và nó sẽ thích nghi để ẩn mình hoặc là trốn con mồi đó. Em như vậy, em làm có một công việc chính nhưng mà tất cả công việc kia em đều dạ tụi em là chính cô gái trật nhịp mà. Nhịp nào cũng trật hết á. Nhưng mà sẽ trùng nhịp với một anh nào đó. Rồi, bây giờ trò chơi này em mang đến thì em cần bao nhiêu bạn nữ lên đây? Ở đây trò của em mang đến thì cần 8 bạn nữ. 8 anh ơi, sao tự nhiên anh để lại một người dưới đây vậy? Sao em để lại một người, người ta để lại 2 hay 3 người gì đó. Một người ở đâu ở dưới cô đơn vậy sẽ đứng cạnh anh. Wow. Âm mưu hết đây. Ok, vậy thì bây giờ rồi. Em mời lên ha. Sau đây mình mời 9 bạn nữ lên đây. Lên mọi người ơi. Mình chưa tám hả? Ôi trời, nhiêu đây thôi. Tám. Không biết ai đâu, bây giờ mình bỏ ai giờ. Phải có tên chung. Ok, em sẽ nắm tay hai chị tên nha. Nào, lên tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nha.
hoàn thành thử thách cho ta. Quá dễ dàng mà người kia không biết luôn. Thấy phản ứng của Fanny thế nào? Chị Fanny tưởng là em không chị Fanny thì chị Fanny thơm ấy ạ. Nhưng mà thật sự là chị Fanny thơm thật. Tại vì em ôm cho em. Em ôm cho em bảo chị Fanny thơm quá. Ok bảo thơm hả? Rồi ok, chúc mừng Han Sara đã hoàn thành thử thách. Rồi ok, bye bye. Lẩu mấy đứa, chuẩn bị ăn lẩu. Nơi nào có em sẽ là nhà. Chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã thấy trước mắt anh đây là cả thế gian. Vũ trụ hoàn mỹ.